Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nấm liêm xanh, đồ rừng và hàng nhà trồng, cách tránh dính quả lừa. Gần đây, nhiều người mua nấm liêm xanh kêu trời vì mua được nấm liêm xanh rừng thật quá khó. Bởi thực tế, một số loại nấm hồng chi, nấm cổ cò được nhiều người bán hàng không uy tín rao là nấm liêm xanh rừng. Trong khi đó, giá thành của nấm hồng chi khá rẻ, chỉ trên dưới 100.000 đồng 1 kg. Vậy mà có tiểu thương rao đó là nấm liêm xanh rừng để bán với giá 2-4 triệu đồng 1 ký. Tính ra họ lãi vài chục lần 1 kg nấm. Hoặc có những loại nấm liêm xanh tự trồng và nấm liêm rừng cũng được người bán trộn tinh vi theo tỷ lệ 50-50, 30-70, 20-80, khiến việc nhận biết nấm liêm xanh rừng thật càng khó khăn. Theo anh Trần Tính, một người có kinh nghiệm phân biệt nấm liêm xanh rừng chuẩn với các loại nấm liêm xanh trồng hoặc các loại nấm mọc trên thân cây khác, khi mua loại nấm quý hiếm và đắt đỏ này, người tiêu dùng cần lưu ý phân biệt rõ những đặc điểm sau đây. Nấm liêm xanh chỉ mọc trên cây liêm xanh. Nấm liêm xanh là loại nấm lớn chỉ mọc trên thân hoặc gốc của cây liêm xanh đã mục do ngã đổ tự nhiên hoặc do bị lâm tặc đốn hạ. Nấm liêm xanh không mọc trên bất kỳ loại gỗ nào khác. Hiện các vùng rừng nguyên sinh ở Việt Nam không còn nhiều, vì thế nấm liêm xanh trở nên cực kỳ quý hiếm và hiếm hoi. Những gốc liêm xanh hàng chục hàng trăm năm tuổi còn rất ít, chỉ có các loại nấm mọc trên các loại gỗ tạp là nhiều. Song những loại nấm này chủ yếu là nấm linh chi rừng có hình dáng tương tự và các loại nấm dài khác. Thân nấm liêm xanh dài ngắn không đều, rất khúc khuỷu, cong queo. Để phân biệt nấm liêm xanh trồng và mọc trong rừng tự nhiên chủ yếu phải dựa vào ngoại hình, mà nhất là thân nấm. Nếu như nấm trồng thường các cây nấm có tai và thân nấm đồng đều, ít khúc khuỷu, thân có chiều dài trong khoảng 10-15cm, thẳng ít cong veo. Còn nấm liêm xanh rừng thì thân nấm khá khúc khuỷu, dài ngắn, cong vênh không đồng đều. Có cây thân chỉ dài vài cm nhưng có cây dài tới 20-30cm. Ở một số cây nấm rừng thân còn hay dính cả cây cỏ hoặc dây leo vào thân. Tai nấm liêm xanh rừng to nhỏ không đều, tai các cây nấm trồng thường mỏng, đều nhau và có xu hướng cụp về phía thân nấm. Còn tai nấm rừng thì nhiều cái khúc khuỷu, to nhỏ không đều. Mũ nấm liêm xanh rừng vênh lên cùng với thân to nhỏ khác nhau. Mũ nấm liêm xanh rừng có cây rất bé nhưng có cây bán kính mũ lại rất lớn. Mũ nấm rừng thường có xu hướng vênh lên cùng chiều so với thân. Bởi trong rừng, nấm rừng có xu hướng vênh mũ lên để đón ánh sáng mặt trời. Ngược lại, nấm trồng ở trong phòng ánh sáng đều nhau nên tai nấm lại cụp về thân. Giá nấm liêm xanh rừng đắt đỏ tùy theo từng loại nấm. Hiện nay, nấm liêm xanh rừng có thể chia ra nhiều loại nấm già, nấm non, nấm nụ do người dân đi rừng hễ gặp là hái. Nấm rừng loại già là viền của tai nấm không có màu vàng xung quanh, nhiều cây có lớp phấn mỏng trắng trên bề mặt mũ. Hiện giá nấm này dao động từ 2,5 đến 6 triệu đồng 1 kg, tùy loại to nhỏ. Nấm non là nấm đang phát triển chưa lớn hết cỡ thì bị người dân thu hái. Loại nấm này có mũ, có viền màu vàng, giá nấm non 1 đến 3 triệu đồng 1 kg. Nấm nụ là nấm chưa kịp ra mũ thì bị hái, nấm này chỉ có thân không có thai. Hiện nay giá tùy người bán từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Nấm liêm xanh tự trồng thì đa số chỉ có nấm tầm trung, nghĩa là nấm đã lớn sắp già nhưng chưa già hẳn, viền vẫn còn ít màu vàng. Vì giai đoạn này nấm được cân nhất, giá nấm trồng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Mùi vị của nấm rừng đậm và rõ ràng hơn nấm trồng. Nhiều người có thể phân biệt nấm qua mùi vị, tuy nhiên điều này khá khó khăn với người chưa có kinh nghiệm. Theo đó, mùi nấm trồng và nấm liêm xanh rừng đều có vị rất đắng, nhưng vị nấm rừng đậm hơn, rõ ràng hơn nhiều, song người chưa dùng nấm hay chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ không biết phân biệt. Bí quyết mua nấm liêm xanh chuẩn. Theo anh Trần Tính, nếu không biết mua nấm liêm xanh chuẩn, người dùng nên mua nấm cả thân và tai về, sau đó thái ra sẽ an tâm hơn mua nấm đã thái lát, vì như vậy rất khó có thể phân biệt được và dễ bị trà trộn. Hơn nữa, tốt nhất là mua nấm nụ về dùng, bởi chẳng có người trồng nấm liêm xanh nào dại dột trồng chỉ để thu nấm nụ, bởi thu nấm nụ bán vừa được ít, giá lại rẻ.
Trước đây nhiều người chỉ nhau cách phân biệt nấm liêm xanh rừng và nấm trồng thông qua chân nấm. Họ mách nhau nấm rừng thì thân còn dính đất hay cỏ, còn nấm trồng thì không. Đặc điểm này trước thì đúng vì ban đầu người ta thu hoạch nấm trồng đa số cắt chân, nhưng sau này nhiều người yêu cầu để chân để họ còn rau là nấm rừng. Tuy nhiên việc này chỉ khổ người mua, giờ phải thêm cả phần chân nấm, vừa mất tiền mua vừa phải mất công cắt bỏ, anh Tính nói. Ngoài ra nên mua của những người thu mua trực tiếp từ địa chỉ uy tín, trực tiếp giá thành sẽ rẻ và hàng chuẩn nấm liêm xanh rừng hơn. Hơn nữa cần tham khảo những người có kiến thức và kinh nghiệm về loại thảo mộc này. Để mua nấm liêm xanh rừng uy tín và chất lượng, các bạn có thể liên hệ đến công ty Thảo Dược Nguyễn Trần, địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hotline 0906 852 188. Cuối cùng các bạn có thể để lại thông tin thắc mắc kèm theo số điện thoại bên dưới video này. Chúng tôi sẽ liên hệ và trả lời trực tiếp cho các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.